chào tất cả các quý vị hàng của DK Eyebrow and Beauty. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK. Và như quý vị có thể thấy ngay trước màn hình máy kính, đây là một vị khách rất là xinh đẹp của chúng tôi. Và trước khi trò chuyện cùng chị, chúng ta hãy dành ra một vài phút để có thể quan sát cái tình trạng lông mày cũ của chị nhé. Xin mời ống kính ạ. Vâng, như chúng ta có thể thấy thì cái tình trạng lông mày cũ của chị này, thứ nhất là hai bên bị lệch, không cân nhau. Ngoài ra thì hai phần đầu lông mày bị cách xa nhau. Và cái tình trạng mực cũ của chị gái thì lúc trước kia thì là có dấu hiệu là bị trổ xanh. Đó, và chị đã trải nghiệm mà dịch vụ laser, siêu laser Picomax tại DK. Và sau khi mà hút laser thì chúng tôi đã xử lý được 80% cái gốc mực cũ của chị và không còn dấu hiệu bị trổ xanh nữa. Đó, và cái gốc mực cũ thì đã giảm được 80% rồi nên đã có thể là làm lông mày mới. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị nhé. Xem chào chị có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream được biết về bản thân mình được không ạ? Xin chào mọi người, mình là Ngọc. Mình biết đến DK qua người quen. Mình cũng khá là hài lòng khi mà trải nghiệm cái dịch vụ hút laser và Light Shop ở bên DK. Mình khá là hài lòng khi mà vừa lúc nãy được soi gương nhìn thấy cái bộ lông mày mới. Dạ vâng, vậy thì bây giờ em xin mời máy quay nhé, quay sát vào để cho quý vị có thể là theo dõi được nhìn kỹ hơn được cặp lông mày của chị. Với cái cặp lông mày mới này, với công nghệ mới này thì có thể là chúng ta sẽ không thể nào mà phân biệt được đây chính là một cặp lông mày sửa đúng không ạ? Nhìn tất cả những cái nhược điểm cũ của cặp lông mày cũ đã được chuyên gia của DK xử lý hoàn toàn rồi. Ngoài ra thì phần hai dáng hai bên lông mày đã cân nhau, cái phần đuôi này cũng được cải thiện đi đáng kể rồi. Và đặc biệt là không còn dấu hiệu của cái gốc mực cũ nữa. Đó. Và với cái gốc mực mà DK đang sử dụng đó là mực organic nhập khẩu từ Đức, cho nên là sau cái quá trình lâu năm thì mực không hề bị trổ xanh hoặc trổ sang màu khác, mà mực nó sẽ chỉ mờ đi thôi. Đó. Và lúc đó thì các chị em có thể quay lại để tặng một lông mày mới đẹp hơn, giữ được lâu hơn rất là nhiều. Vậy chị Ngọc có thể chia sẻ cho quý vị đang theo dõi livestream được biết là trong cái quá trình laser thì chị thấy thế nào không ạ? Trong cái quá trình laser ấy thì được các bạn nhân viên chăm sóc rất là tận tình. Mình có bị đau hay là khó chịu gì không chị? Không, thường là cứ ủ tê khoảng 30 phút thì sẽ được làm. Thì sau đó thì mình cũng không thấy là đau gì. Vâng, với cái tình trạng lông mày cũ của chị Ngọc thì theo như em được tìm hiểu thì là mình đã thực hiện phun xong rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Đúng rồi, mình phun hai lần và bị đè nhiều lớp mực lên nhau ạ. Vậy và quá trình laser của mình laser bên em là mấy lần đấy hả chị? Laser bên DK là 5 lần. 5 lần, vâng, 5 lần mà chuyên gia của chúng tôi đã xử lý được cái gốc mực cũ của chị Ngọc. Và bây giờ đây, thay vì một cặp lông mày trổ xanh và dáng không cân đối thì bây giờ chị đã sở hữu một cặp lông mày mới rất là tự nhiên rồi. Vậy sau khi trải nghiệm xong dịch vụ tại DK thì chị có gì muốn nhắn nhủ đến đội ngũ của DK không ạ? Mình muốn nói chung là cảm ơn tất cả các bạn nhân viên, nhất là bạn Cún đã cho mình một cặp lông mày mới. Mình rất là hài lòng. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị rất là nhiều. Và thay mặt đội ngũ DK thì em sẽ chúc chị sẽ có một năm mới tràn đầy hạnh phúc và luôn luôn xinh đẹp và trẻ trung và tự tin như thế này chị nhá. Cảm ơn các bạn. Và các quý vị thân mến thì chúng tôi vẫn đang áp dụng chương trình giảm 40% cho tất cả các dịch vụ phun xong tại DK. Và chương trình này chúng tôi chỉ áp dụng đến ngày 6 tháng 1 thôi. Nên là các chị em hãy nhanh tay đặt lịch ngay ngày hôm nay để được nhận ưu đãi cho mình và cho bạn bè nhá. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream này của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo ạ.